Nhân dân chúng tôi cũng xin trình với Hòa thượng Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Trưởng ban Hoàng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hiện nay, các chùa cũng như các thầy chùa chân thật, thì chùa nào hay thầy chùa nào cũng phải có đầy đủ 12 phần như sau. 1. Thầy chùa thật thì phải có quyển giáo lý của pháp môn mình tu. 2. Thầy chùa thật thì phải có quyển giáo kinh của pháp môn mình tu. 3. Thầy chùa thật thì phải có quyển giáo lễ của pháp môn mình tu. 4. Thầy chùa thật thì phải có quyển giáo luật của pháp môn mình tu. 5. Thầy chùa thật thì phải có quyển giáo điều của pháp môn mình tu. 6. Thầy chùa thật thì phải có tôn chỉ của pháp môn mình tu. 7. Thầy chùa thật thì phải có cương lĩnh của pháp môn mình tu. 8. Thầy chùa thật thì phải có nội quy của pháp môn mình tu. 9. Thầy chùa thật phải có giấy hay bằng chứng nhận của pháp môn mình tu. 10. Thầy chùa thật phải có đạo phục của pháp môn mình tu thật rõ ràng. 11. Thầy chùa thật phải cho người thắc mắc khỏi tự do về pháp môn mình tu. 12. Thầy chùa thật thì không chửi hay thưa kiện ai. Tất cả các chùa hay các thầy tu theo đạo Phật phải có đầy đủ 12 phần nêu trên. Nếu vị tu nào chưa có thì các vị lãnh đạo của hội đạo Phật nên thực hiện ngay 12 phần này cho các vị là thành viên của hội đạo Phật. Còn các tu sĩ đạo bên ngoài hội đạo Phật mạnh ai nấy lo